Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay em sẽ làm món mực nang, mực lá, mực ống với mực tuột. Hấp nha mọi người, hấp bia nha mọi người. Mọi người thấy đã không? Bốn con mực này là hồi đêm em mới câu nha. Bây giờ em sẽ làm sạch rồi mình sẽ tiến hành hấp thôi nha mọi người. Nè, mực nang này, đây là con mực nang mọi người. Mực lá này. Bốn con nào cũng mới câu hồi đêm hết nha. Còn con này thì nó mới chết thôi nè, mới chết tức thì á. Còn hai con ba con này thì chết hồi sáng sáng một chút rồi. Bây giờ em mới rửa xong nha, mới làm xong nè. Ba con mực lá, mực ống, mực nang, tuột nha mọi người nè. Bây giờ em sẽ tiến hành hấp để mình ăn ăn thôi nha. Bây giờ em cũng đói bụng rồi. Bia Sài Gòn nha mọi người. Bia để sau đi. Giờ em sẽ để xả trước. Để xả dưới nha mọi người, nó thơm. Xả này. Rồi bây giờ em sẽ bỏ con mực này lên trước này. Tại vì con này nó bự quá. Mực ống nha mọi người. Mực ống nha. Mực ống trước này. Xong có con mực lá này. Mực lá. Hết chỗ luôn rồi. Xong rồi. Có con mực nang nha. Mực nang này. Hết chỗ luôn rồi. Rồi. Có mực tuột nha. Nó còn một súng nữa mọi người. Rồi hấp dẫn quá mọi người ơi. Hấp dẫn. Bây giờ em sẽ bỏ thêm ít gừng nha mọi người. Gừng nha. Này gừng này. Mọi người thấy con mực tuột nó bơi vậy. Bơi trong son nè. Em sẽ để gừng cho hết luôn nha. Ớt nha mọi người. Hành lá. Em sẽ chừa làm một ít nha. Em để vô một ít thôi. Rồi một chút sắp chín rồi em để vô thêm. Rồi bây giờ mình đổ lon bia vô nha. Em kéo qua bên. Đổ lon bia vô. Rồi mọi người. Mực hấp bia, mực nang nè, mực lá nè, mực ống nè, mực tuột nè. Rồi chuẩn bị thôi mọi người ơi, lấy cái nắp đậy lên thôi. Rồi lấy cái nắp đậy lên nha. Wow. Đã mọi người. Rồi thật là đã mọi người ơi, thật là đã. Wow. Thơm quá mọi người. Mùi bia nó bẫy lên. Là tuyệt vời. Wow. Thật là ngon. Bây giờ em sẽ tiến hành đi cắt ra từng miếng nào, rồi mình dùng thôi nha mọi người. Nhìn thật là dính với mọi người ơi. Wow. Thôi đây là em làm cắt ra hết rồi nha mọi người. Xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ thưởng thức thôi nha mọi người. Mực lá, mực ống, mực nang. Đây là con mực tuột nha mọi người. Rau chưa leo, nước mắm nha mọi người, nước mắm nha, nước mắm chấm hải sản nha mọi người. Làm nước mắm giống em đảm bảo chấm mấy cái thứ hải sản này đảm bảo là bao ngon nha mọi người. Em muối với thêm bột ngọt á, là em để là một phần, còn đường á, là em để ba phần. Ớt thì cay hay không cay mọi người thích, sở thích của mọi người nha. Thì mọi người bỏ thêm một vài lá chanh nữa đảm bảo với mọi người là bao ngon rồi mọi người. Thôi bây giờ mình sẽ thưởng thức nha mọi người. Ăn chưa nha, ăn chưa cùng em nha mọi người. Anh sẽ thử con mực nang trước đây. Mọi người trứng cho mọi người nè, mọi người trứng nè. Mọi người thấy không? Trứng đã không? Nè, chấm cho mọi người. Được rồi mọi người. Được rồi. Vì ngon. Thế em muốn nước mắm này nó mọi người thơm á. Đã. Được rồi. Ngon mọi người. Chứ mà thế đó.
tới xưa nó nãy em không đợi đâu ăn dài rồi cháo chấm lên đây nha, con cho hấp dẫn nè. Mình làm tiếp miếng mực nang đi, lấy mực lá đi mọi người, mực tươi ra mới vô mọi người. Cực kỳ ngon mọi người ơi, đã nó ngon. Mọi người cứ mua hải sản á, em gửi những con mực giống này hồi tối mới câu xong, sáng mai em gửi lên cho mọi người, em đảm bảo cho mọi người ăn bao ngon luôn. Em nước chấm này nữa mọi người, nó thơm cho vẫn ngon cực kỳ luôn. Miếng dưa leo đi mọi người. Nói chung là được rồi, rất là ngon mọi người. Em cắt cái đâu về tuột em ơi. Ngon quá mọi người ơi. Tạo mọi người ơi. Ngon. Cái này cũng ngon mọi người ơi. Tuyệt vời. Làm thế nó trâu lắm. Ngon quá mọi người. Ngon quá mọi người. Em làm cái đầu mật ống đi. Nè mọi người, cái đầu mực ống nè, nè. Đó có mọi người. Nước mắm nước chấm cho mọi người ngon cực kỳ luôn. Thôi em thử thêm miếng mực nang á, rồi cho mà em tiếp tục dần quất hết cái này luôn mọi người. Mực nang mọi người. À, bỏ quá mọi người. Ngon dai dai, ngon ngon, giòn giòn. Lá mọi người, thịt ngon dai cứng. Thôi mình tiếp cái đầu một lá đi nè mọi người, có hai con mắt này thì mình ăn nó xịt ra. Trong này có con mắt này, có cái miệng này mọi người. Cái miệng nó ăn ngon lắm mọi người. Mọi người đừng có bỏ nè. Cái răng nó trắng đâu á. Cảm ơn. Bao ngon, đảm bảo mọi người. Nước chấm thần thánh của em nha mọi người.
rau bạch tuộc mọi người. Tảo mọi người. Ngon. Dài. Ngon. Chấm thêm cái này nữa. Tuyệt vời. Mọi người thấy được ống trứng à? Mọi người thấy có trứng không? Trứng mọi người. Đây. Rồi. Trứng mọi người. Trên này là khách sạn Khang Vi nhà em nha. View cao nhất của Nam Du. Đứng trên khách sạn nhà em á là nhìn bao quát hết hết đảo Nam Du luôn. Cái phần hướng bên này là bao quát hết luôn. À.